Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này tôi giới thiệu với khán giả một cái clip anh Du anh làm cây. Đây là cái không gian trước cửa nhà anh Du. Đây là cái khu vui chơi giải trí công viên. Nhà anh Du ở chỗ thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh. Đây là cái khu tái định cư. Trước mặt chúng ta là nhà anh Du. Chúng ta cùng vào bên trong để xem. Đấy, anh Du anh có cái quán cà phê tên là Hà Du Quán. Ở bên trên trên cái gác cái mái kia là anh kê rất nhiều cây cảnh nhá. Trên đó là những cây phôi và cây hoa. Thì tôi chỉ giới thiệu qua như vậy thôi. Và chúng ta đi vào trong nhà. Chúng ta sẽ vào trong nhà xem sơ qua cái không gian nhà anh. Đây, tất cả những bộ bàn ghế ở đây là do anh Du anh tự tay làm bằng gỗ trắc. Anh ghép những chiếc rễ gỗ trắc vào thành những chiếc ghế và chiếc bàn. Không gian quán cà phê. Mấy chiếc đây. Dũng ơi. Đây là kiểu bàn ghế khá sáng tạo nha. Và đây là cái khu trưng bày cây cảnh của anh, cũng là một số những cây phôi đang làm. Một số cây mịn thì anh đã bán rồi, bây giờ chỉ còn cây phôi thôi. Đây là cái đồng hồ bằng gỗ trắc. Cái đồng hồ này có cái kiểu dáng của một cây bonsai. Ở bên trên là chiếc đồng hồ. Chúng ta cùng theo anh Du vào trong nhà để xem một số đồ gỗ của anh. Rất nhiều đồ gỗ. Anh Du chuyên đục gỗ nhé. Anh giới thiệu một số đồ gỗ của anh làm. Đây. Đây là bức hơi tối, có điện. Tối. Bức tranh gỗ, gỗ gì đây? Gỗ bạch xanh. Bạch xanh. Bạch xanh. Một đôi công đậu trên cây tùng. Đấy, công tùng. Này đục lọng mất nhiều thời gian cái bộ này không anh? Cái bức này. Này được chục ngày. Tối qua không nhìn thấy gì luôn. Tay phóng được. Tay phóng. Đây cũng là chiếc đồng hồ. Cái này gỗ gì anh? Chắc. Gỗ chắc. Gỗ chắc đồng hồ chắc. Này cao 2m2. 2m2. Dài cũng tầm 2m2. Toàn bộ gỗ chắc hết. Chắc được 4. Rất nhiều đồ gỗ đẹp. Tôi quay sơ qua để cho chúng ta cùng xem nhé. Đây là cá chép. Cá chép. Dùng chắc. Nếu mà... Đây là đồng hồ. Cây cũng là gỗ chắc. Cũ gỗ chắc. Bên trong kia cũng đồng hồ là... trơn. Bên trong kia là vừa đồng hồ vừa kệ tivi. À, đây kết hợp kệ tivi luôn. Em cứ quay cứ nhìn được.
Anh em nào mà thích những bộ đồng hồ kiểu như cái đồng hồ này thì có thể liên hệ với anh Du nhé. Anh làm nghề đồ mộc đục đẽo, đường nét rất là tự nhiên, giống như cây thật. Vâng, tôi sẽ ra bên ngoài giới thiệu với khán giả. Đây là một cây xanh quê dáng làng, cây ngồi đá. Đây cũng là cái cây có thân cốt khá lớn nhá, kết hợp tiểu cảnh. Những cái đường tay co lắc. Cây này có bộ râm cũng khá dày. Vâng, tôi sẽ chuyển hướng vào bên trong để xem anh Du anh ấy làm cây nhá. Anh Du là một người vừa chơi cây cảnh, bonsai, vừa làm đồ gỗ và làm ký đá. Làm những cái bộ tiểu cảnh non bộ như thế này. Ở hai bên cổng ra vào có hai bộ non bộ, bộ kia và bộ này. Đây có thể nói là một trong những nghệ nhân đa tài. Anh vừa vẽ tranh, vừa làm tranh gỗ, đục đẽo chạm khắc, vừa làm cây cảnh. Chúng ta xem anh ấy làm cái cây này. Trước hết chúng ta phải vặt lá trước, sau đó là sẽ sửa một số chỗ và trồng lại. Vâng, do trời nắng, anh Duy đã đưa cây vào vị trí này anh làm. Cái cây này có mấy cành vượt và một cái cành cuốn phóng bay ra đây. Thì anh đã cắt đi một cái tay này. Đấy. Và cái cành này cũng được cắt đi. Anh nhớ rằng còn lại những cái mầm này để nuôi phóng này. Đây là một cây si ôm một hòn đá, nhưng mà cái phôi này phải xử lý lại rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng xem anh Du anh xử lý lại. Thank you.
Vâng, cây si của anh Du anh đã sửa xong. Đây là cái giải pháp tình thế. Cái cây này mang về thì đã bị đục rồi, đục nham nhở rồi. Bây giờ chỉ sửa lại cho nó đỡ cái độ nham nhở và sửa sang cho nó gọn gàng sạch sẽ. Bây giờ còn cái khâu dâm ủ thì mai anh Du anh sẽ dâm ủ lại, mai bôi keo liền sẹo, sau đó là dâm ủ cho sống. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.